Thôi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích một số nội dung cực kỳ quan trọng liên quan đến cái vụ việc của ông Thích Minh Tuệ, và qua đó thì ai muốn gặp ông vào trong công ty thì phải tốn 2 triệu, và chụp hình chung với cha ông Tuệ thì lại tốn 100 ngàn. Đây là cái clip được loan truyền trên mạng xã hội vào hôm qua nay, cũng rất là nhiều người đang cự cãi về vấn đề này. Thì trước khi vào phân tích nội dung này, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Ở đây thì cô chú anh chị thấy cái kênh của em bây giờ nó quýnh tương tác rất là nhiều, nên cô chú anh chị nhớ ủng hộ, bấm like, bấm chia sẻ giúp em. Thôi không mất thời gian cô chú anh chị nữa, thì hôm nay có hai nội dung. Một nội dung thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề là vô gặp ông Minh Tuệ tại công ty thì phải tốn 2 triệu, và gặp cha của ông Minh Tuệ mà chụp hình thì tốn 100 ngàn. Nhiều nội dung này có thật hay không thì từng bước chúng ta sẽ nhìn rõ. Cái cô này nói hôm qua thì nói là rất là nhiều người đã lên đính chính rồi, và kể cả là những người khác cũng đã nói là những cái clip đó đã bị đặt hay là vu khống. Thì hôm nay cô này lại tiếp tục lên nói như thế nào thì cô chú chị nghe cho kỹ nha. Ở đây thì đưa mặt lên luôn. Thì em nói em đều chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, tại người quen của em cũng... Cô chú chị nghe lại từ đầu đi. Thì em nói em đều chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, tại người quen của em cũng đã chấp nhận cùng đối chứng với anh Đạo tại cơ quan chức năng nếu như anh Đạo cảm thấy những thông tin chia sẻ không đúng. Và ở đó nó không có cho dân thường quay điện thoại, và tất cả là chỉ có camera nhà quay thôi. Và họ sẽ nói một câu như thế này: giữ hình ảnh cho thầy. Và mọi người hỏi là có bằng chứng không, họ đâu có cho dân đen chụp hình đâu. Nhưng những cái người mà đảnh lễ thầy ngày 3, ngày 4, 2011 buổi chiều sẽ biết những gì em nói là thật sự hay không. Và thật sự theo dì của em nói là những người mà giống như dì của em khi mà người ta lên trên đó, người ta cảm thấy như vậy người ta rất là buồn. Người ta đã bỏ, người ta quay trở về ngày 5 tháng 11 hết rồi. Em chỉ mong mọi người yêu mến lại Minh Tuệ, nhưng mà cũng phải có suy xét. Và mọi người hãy lên trên đó trải nghiệm đi. Những gì em nói đó, tức là hãy lên nên đó trải nghiệm đi rồi sẽ biết của chú anh chị. Và rất là nhiều rồi, tại sao lại cấm quay phim chụp ảnh thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Và cái người này sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước cơ quan khi được đưa ra bằng chứng. Như vậy thì họ có còn cho là bị đặt vu khống hay không? Và một cái ghế ngồi lì tốn 5 đến 10 ngàn, và chụp hình lại tốn 100 ngàn. Đây là những cái gì mà cái cô này sẵn sàng làm chứng trước cơ quan chức năng về những cái lời nói của mình. Mọi người thấy đã lên mạng và chia sẻ hôm qua nay cũng rất là nhiều rồi. Và hiện nay cái clip này nếu như không có thì nó gây ảnh hưởng lớn đối với gia đình, và kể cả là mất uy tín danh dự đối với ông Minh Tuệ. Nên là tôi bảo đảm là cái người này chắc có lẽ là cũng không dám bịa đặt ra những cái câu chuyện tài tình như thế này. Nên là cô chú anh chị thấy không có ai mà tự nhiên lại muốn đeo cổ vào mình hết, hay là đeo còng vào thân hết. Nên đó là những cái vấn đề mà chúng ta thấy thật sự. Và họ nói rằng là vu khống. Tôi nói thật mọi người, không ai mà vu khống cái chuyện như vậy được, đúng không? Và cũng không ai mà vu khống mà lại đảm bảo làm chứng trước cơ quan chức năng đó. Tôi nói thật mọi người đã trúng kế hết rồi, trúng kế hết rồi. Thì tôi nói thật mọi người, sau đây tôi cho mọi người coi một cái đoạn mà cô chú anh chị cũng phải rùng mình nha. Cũng phải rùng mình. Rùng mình như thế nào nha, cô chú anh chị thấy. Đây tôi cho mọi người coi một cái đoạn rùng mình nha. Rùng mình mà rùng ít thôi nha cô chú anh chị. Rùng nhiều quá chịu không nổi à. Đây. Cô chú anh chị để ý nha. Đây là ngay trên cái cuộc họp. Ngay trên chỗ cái hang động ở dưới núi Sạn. Đó. Hồi đó thì tôi không để ý. Cái này thì năm 2022 cô chú anh chị. Đây. Là cái khi mà tôi bước xuống núi Sạn thì ai cũng biết cái chỗ cái hầm này rồi. Tôi thì tôi quá rành rồi. Tôi quá rành. Nên là cô chú anh chị coi đây là những vị thầy ở trong đó. Tôi quên là những cái vị thầy tu chung, tôi cứ tưởng là hạnh đầu đà. Nhưng thật sự ở trong này là đa số là những người mặc đồ vàng này. Và cũng không cho ai tiếp xúc cô chú anh chị.
Đó, mọi người coi này nghe, coi kỹ nha. Coi kỹ, coi chú sẽ viết nha. Những nhân vật này đang đứng trên đỉnh núi Sạn cùng với ông Minh Tuệ nha. Đây, cô chú anh chị coi nghe, có quay cái kỹ nha. Đó, quay từng kia từng tí để hồi cô chú anh chị thấy giật mình nè. Đây, đây là những nhân vật nha. Cô chú anh chị coi kỹ nha. Để hồi tôi giải thích cái này cho cô chú anh chị coi nè. Hồi cô chú anh chị giật mình, đây là anh Minh Tuệ tôi nè. Đó, ngồi nè. Rồi những vị thầy kia là không có cắt ghép gì nghe. Đó, những vị thầy kia cô chú anh chị thấy. Đó, những vị thầy nhưng mà quay cô chú anh chị để kỹ giùm em. Để kỹ nha. Đây, quay để kỹ nha. Đây, đó. Đó, cô chú anh chị thấy. Để những vị thầy này cho em. Để hồi em giải thích cái clip kia cho cô chú anh chị thấy. Giận mình, đó, 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 đó. Cái vị đó, đó. Đó. Rồi, tôi cho quay ra đây. Đây là chân chỗ núi Sạn nha cô chú anh chị. Đó, đó, đó. Đây là chân chỗ núi Sạn. Đó, đó, đó. Cái chỗ này là tôi đang live stream đó. Chỗ live stream đó cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị coi kỹ cái người này nha. Hãy coi kỹ nha. À, đừng đừng có chớp mắt nha cô chú anh chị. Để hồi tôi làm chứng cứ cái này ghê gớm. Rồi đây ha, đây là nhân vật này ha. Rồi tiếp tục một nhân vật nữa xuất hiện. Đây đây đó, hai nhân vật này nha cô chú anh chị đấy nha. Rồi cô chú anh chị coi lại cái cảnh này, cô chú anh chị sẽ giật mình. Đó, tôi nói thật mọi người giật mình luôn. Giật mình luôn nè. Đó, ba nhân vật này đều có ở trên đường. Cô chú anh chị thấy chưa? Đó, ba nhân vật đang ngồi nè. Đó, từ núi Sạn mà ra từ năm 2022. Đây, cô chú anh chị thấy ba nhân vật ngồi ở phía sau gục mặt. Đó là ba nhân vật ở trên núi năm 2022. Như vậy thì dọc đường nhận thêm đệ tử hay là đi cùng có phải là một cái sự sắp đặt từ trước chưa? Bây giờ là gợn người chưa cô chú anh chị? Hả, cô chú anh chị gợn người chưa? Đó, mọi người coi nãy giờ tôi kêu cô chú anh chị để ý kỹ từng khuôn mặt. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Bây giờ cô chú anh chị sáng mắt ra chưa? Hầu như tất cả những người đi theo có một cái sự nào đó, theo như cảm nhận cá nhân nha. Tôi nói cảm nhận cá nhân thì chưa biết đúng sai, nhưng mà cảm nhận cá nhân của tôi là đã có một sự sắp đặt từ trước. Tôi nói mọi người coi cái đoạn video đó không bao giờ có cắt ghép. Mà không có cắt ghép thì những cái nhân vật này tôi cho mọi người coi lại coi là tôi có nói sai hay không nha. Để tôi nói sai hay không. Nhằm khi tôi nói rồi cô chú anh chị nói tôi đặc biệt đặt chuyện đồ này kia. Đúng không? Bịa đặt chuyện này cô chú anh chị nói này nói nọ. Ở đây thì tôi cho mọi người coi đây là những cái nhân vật ở dưới đầu vàng ở trên chỗ cái hang động núi Sạn. Tôi cho mọi người coi lại một đận để một kỹ kỹ một chút. Đó, kỹ kỹ một chút. Đó, tôi không có nói đặt điều hay vu khống. Đó. Đây là cái cảnh đó. Mọi người coi cái người đi như vậy thì làm sao mà cắt ghép được. Đây nó thẳng và cái hình ảnh ở ngay chân chỗ này là ngay chân chỗ cái hang tôi xuống núi Sạn hoài mà sao tôi quên được. Không quên được. Nha. Mọi người để ý những cái nhân vật mà ở trên núi Sạn này. Đó, mọi người để ý đi, từng nhân vật nè. Đó, Minh Tạng rồi đó, mọi người cứ để ý đi. Đó, ba người này. Cô chú anh chị nhìn kỹ khuôn mặt đi. Em quay lại để từng cảnh để nói tôi bị đặt đâu đó đó. Đây là trên đỉnh nè đó, quay tròn một vòng này không có cắt gì nha. Đó, quay tròn một vòng đó, đó đó. Đây là cái trên chỗ mấy cây xài đó cô chú anh chị, mấy cây xài mà em đứng em like hoài đó. Đó, đây là ông Minh Tệ nè. Cô chú anh chị thấy không? Rồi bây giờ cái nhân vật sau cùng xuất hiện của chú anh chị thấy gợn ốc người. Đó, đây tôi cho mọi người coi để khỏi mất công nói này nói nọ để làm gì. Đó, đây. Đó ha, bây giờ quay qua tôi phật cái cảnh khác cho cô chú anh chị coi đó. Cô chú anh chị để ý nha. Em quay lại hai lần để cho cô chú anh chị coi thiệt là kỹ rồi cô chú anh chị gợn người. À, tôi không dám đưa kỹ vì biểu dính bản quyền đó. Cô chú anh chị nhìn để ý kỹ giùm em. Này là không thấy khuôn mặt ai, chúng ta cũng không nói là nhân vật nào. À, để khỏi đánh bản quyền của chú anh chị. Đó. Nếu như tôi đưa cái clip này lên cũng được, nhưng mà sẽ đánh bản quyền. Tại vì chúng ta không có bằng chứng, chúng ta chỉ nói ở đây là cảm nhận cá nhân thôi. Đó. Cô chú anh chị để ý nha. Đó, khuôn mặt chúng ta nhìn không kỹ. À, cô chú anh chị cứ để ý. Rồi nhân vật thứ ba xuất hiện. Đây, đó, ba nhân vật nha. Đó, cô chú anh chị để ý nha. Rồi bây giờ cho mọi người coi lại một cái clip nữa. Đây.
Rồi cho anh chị coi nha. Tè tè tè. Như vậy thì những người đi theo này là ai đây? Hả? Những người đi theo này là ai? Cô chú anh chị giận hết người chưa? Nói thật mọi người á, chúng ta thức tỉnh đi cô chú anh chị, thức tỉnh ra đi. Em không dám đưa lên, ví dụ như em đưa clip lên cho cô chú anh chị nhìn rõ cũng được. Nhưng mà những người đi theo đa số là những người từ núi sạn và đã được sắp xếp từ trước. Tôi nói thật cô chú anh chị thấy gợn ốc người chứ, gợn ốc người mà gợn đến nỗi không tưởng tượng luôn đó. Rồi từ những cái chuyện mà về đó lập công ty, hay từ những cái chuyện mà đồng ý ký công ty, đúng không? Rồi từ cái chuyện mà có ý kiến ở trong công ty, rồi đi dọc đường, rồi nói này nói nọ, nói nọ nói kia, hầu như có một cái sự sắp đặt ghê gớm. Mà toàn bộ tôi nói thật mọi người á, tôi ở núi sạn rất là nhiều, nên là tôi hiểu được ở trong đó ngóc ngách như thế nào và các vị tu như thế nào. Nên là tôi nói vậy thôi. Còn mọi việc á, thì cô chú anh chị cứ để tâm, cô chú anh chị trầm tĩnh lại đi. Tôi nói thật mọi người á, đa số và rất có thể nha, tôi nói rất rất có thể, ngoài những người ở núi sạn này ra và những người đi theo, cô chú anh chị thấy lâu lâu gãi lại một tấm vải để cho những người sau lụm cũng có sự sắp đặt từ trước. À, cô chú anh chị mai mốt cô chú anh chị sẽ coi được cái clip là những cái người đi theo á, sẽ bỏ vải dọc đường rồi tự động cái người đi theo lụm được rồi vác lên mình, cố tình để lại cho người phía sau và cũng có sự gần dựng từ trước. À, đương nhiên ở đây chúng ta chỉ cảm nhận, còn sự việc như thế nào thì từng bước cô chú anh chị và tôi sẽ chứng minh rõ trong cái chuyến đi này. Trong cái chuyến đi này nên là cũng gần ra Tây Ninh rồi cô chú anh chị. Nó hôm nay thì gần ra Tây Ninh rồi. À, nên là cô chú anh chị thấy gần cùng mọi việc cũng đã sáng tỏ rồi. Nên cô chú anh chị ủng hộ kênh, ủng hộ bấm like giúp em nha. À, và cô chú anh chị thấy gần ốc người chưa? Cái clip đó là clip năm 2022, nhưng mà những người đi chung là nghe nói dọc đường cạo đầu, nhưng cuối cùng ba người đó ở đâu? Có phải là từ núi sạn ra không? Nên là tôi chứng minh mọi người thấy là gỡ ngốc người á, chứ không phải chơi đâu. Nên là mọi người thấy cái ba người ngồi sau đó. Nên là thôi, hôm nay thì em làm cái clip này. Ở trưa nay cô chú anh chị đóng góp ý kiến vào lúc 12:30 ha, 12:30 cô chú anh chị soạn ý kiến đó, coi cụ thể là trường hợp này đối với ông Minh Tuệ tại sao không nhận bà con mà cũng đã từng trong núi sạn họp chung gang mà đi chung lại nói là không nhận đệ tử không quen biết, cuối cùng lại tiếp tục một sự ma mị chồng đối với ma mị, đúng chưa? Ổng không bao giờ ổng nói quen biết, trong khi đó mọi người thấy ở trên núi mấy người ổng tu như vậy, rồi mấy người đứng xung quanh bàn bạc và cuộc họp ở dưới ngay trên chỗ hang động. Đấy, cô chú anh chị thấy có phải là quen biết không? Cuối cùng là không nhận quen biết. Và chúng ta cứ ngỡ rằng là đi dọc đường có người ngẫu hứng tu theo, nhưng thật sự ở trong núi sạn ra hết. Đó, tôi cho mọi người coi rồi đó, ba người ở trong núi sạn ra hết. Như vậy thì đã có một cái sự sắp đặt ghê gớm. Nên là qua cái clip này tôi chứng minh cho cô chú anh chị thấy như vậy. Đấy, cô chú anh chị cố gắng nha. Đấy, trưa nay 12:30 là ngày 13 của tháng 11, cô chú anh chị sẽ đóng góp, tức là 13 giờ cô chú anh chị cứ điện cho em. Khi em like là 12:30, 13 giờ chúng ta giao lưu nói rõ về vấn đề này. Căng lắm nghe cô chú anh chị. Ok mọi người, thôi em chào mọi người nha.